Một bà lão ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều năm qua đi xin và mua trái cây mang về cho đàn khỉ hoang sống trên đảo Hòn Trà thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Chất, 78 tuổi, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đạp xe ra chợ bán xôi rồi chở lỉnh kỉnh trái cây về đảo Hòn Trà cho đàn khỉ hoang. Đảo Hòn Trà nằm giữa sông Trà Bồng, diện tích rất nhỏ, lại nằm ngay cửa biển, nước vây quanh. Đàn khỉ đi tìm cái ăn rất khó. Năm năm nay, mỗi ngày người ta lại thấy bà mượn thúng mang thức ăn ra đảo nơi đàn khỉ ở. Ai cũng biết bà Út phải thương đàn khỉ lắm mới miệt mài như vậy. Nhiều người còn hỗ trợ bà để nuôi đàn khỉ. Tiểu thương trong chợ Bình Đông thay vì bán sẽ lựa riêng những trái cây cho bà Út mang về cho đàn khỉ ăn.